Mùa thứ hai giải xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen có gì đặc biệt? Với tổng lộ trình lên đến 1.618 km. Với 4 chặng đua từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, 3 chặng vòng tròn và 1 chặng cá nhân tính giờ cũng thử thách cho các tay đua hàng đầu. Những kỷ lục sẽ được thiết lập. 12 đội đua, trong đó lần đầu tiên có 5 đội quốc tế tham dự. 84 tay đua với gần một nửa là các vận động viên nước ngoài sẽ tranh tài trên những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Kỷ lục mới về số tiền thưởng cho một giải đấu xe đạp tại Việt Nam lên đến 1 tỷ 180 triệu đồng. Thời tranh bắt đầu từ ngày quốc khánh đất nước mùng 2 tháng 9. Giải xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen 2017 vòng quay lan tỏa. Những vòng quay xe đạp tiếp tục lăn, các tay đua của giải đua xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 lại tiếp tục hành trình của mình đến với một địa điểm tuyệt đẹp khác của đất nước Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhật ký giải đua xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chặng đua thứ 6 của giải đấu với lộ trình dài 148 km từ Hà Tĩnh đi Quảng Bình. Chặng 5 giải xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen 2017 được bắt đầu bằng lễ trao giải áo vàng, áo xanh và áo trắng sau chặng 4 cho các tay đua ở thành phố Hà Tĩnh. Hôm nay lộ trình dài 148 km từ Hà Tĩnh về thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Điều kiện đường đua khá đẹp nên các tay đua đã tạo ra những cuộc tấn công ngay sau vạch xuất phát. Ở các sprint tại Kỳ Anh và Ba Đồn, hai tay đua Lê Nguyệt Minh của Anh Văn Hội Việt Mỹ thành phố Hồ Chí Minh và Jason Valade của đội Byline VDC đã giành chiến thắng. Trong khi Trần Nguyễn Duy Nhân của quân khu 7 là người thắng chặng đèo đầu tiên của giải. Do khó có khả áo vàng chung cuộc, đặc biệt là sau các chặng đèo những ngày tới, nên Anh Văn Hội Viên Mỹ thành phố Hồ Chí Minh thể hiện chiến thuật rõ ràng, đó là dồn sức giữ áo xanh cho Lê Văn Duẩn. Chính điều này cùng với màn bứt tốc ngoạn mục trong những km cuối cùng đã giúp Lê Văn Duẩn cán đích đầu tiên ở thành phố Đồng Hới để tiếp tục giữ áo vàng và áo xanh sau chặng 5. Hôm nay chạy theo chiến thuật của ban huấn luyện là giải phóng cho em và Minh. Em và Minh thì hai anh em thay phiên nhau để giải phóng, là kiếm những cái giải thưởng dọc đường để củng cố chiếc áo xanh thôi. Hôm nay là một ngày thi đấu hết sức thành công của các tuyển thủ quốc gia, khi về đích ở 4 vị trí còn lại đều là những gương mặt của đội tuyển xe đạp Việt Nam, lần lượt là Lê Nguyệt Minh, Trần Nguyễn Duy Nhân, Nguyễn Thành Tâm và Huỳnh Thanh Tùng. Ngày mai mùng 7 tháng 9, giải sẽ tiếp tục với chặng 6 từ Quảng Bình đến Huế, có chiều dài 158 km. Kể từ chặng đua thứ 2 của giải đua xe đạp quốc tế VTT Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 thì danh hiệu áo trắng, danh hiệu dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất vẫn thuộc về cua rơ Nguyễn Hữu Đức của đội Byline VDC. Và sau đây là câu chuyện của tay đua trẻ tài năng này. Tôi là Nguyễn Hữu Đức của đội Byline VDC. Em đến xe đạp là một cái duyên. Cho một lần tuyển chọn ở trường học ở quận thì em được thầy tuyển và thầy nói em có năng khiếu rồi đó, và em về em nói bố mẹ và bố mẹ cũng ủng hộ nên em thích và đam mê đến và theo đến tận bây giờ. Vận động viên Đức thì là một vận động viên rất là tốt về nội dung đường trường và cái ý chí tập luyện của Đức cũng rất là tốt. Đến với một giải đấu mang tầm cỡ quốc tế, dù phải thi đấu với rất nhiều những đối thủ ở ngoài nước, tuy nhiên điều đó lại càng khiến Hữu Đức trưởng thành và quyết tâm hơn. Ngay ở chặng thi đấu thứ hai, Hữu Đức đã nhanh chóng chiếm danh hiệu áo trắng từ tay của Trần Nguyễn Duy Nhân và sở hữu luôn danh hiệu quý giá dành cho tay đua trẻ cho tới thời điểm hiện tại. Có thể nói, việc vượt qua những cái tên như Trần Nguyễn Duy Nhân hay Nguyễn Minh Luận trên bảng tổng sắp đã được coi là thành công đầu tiên đối với Nguyễn Hữu Đức. Với thành tích hiện tại bây giờ thì em khá hài lòng với những chặng vừa qua mình thể hiện trên đường đua. Còn những chặng còn lại thì em sẽ cố gắng hơn nữa để kiếm thêm nhiều thành tích hơn nữa. Những cuộc quay của giải xe đạp VTT Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 vẫn đang tiếp tục mang đến sự đua tranh quyết liệt, và những thành tích của tay đua trẻ mới bước sang tuổi 21 Nguyễn Hữu Đức sẽ là bàn đạp để anh chinh phục những chặng đường còn lại của giải đấu năm nay. Gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng,
hay gọi 1800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Hãy gọi 1800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Cái vụ đó sao rồi? Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Biệt chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng thật không? Ống nhựa PVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Để đảm bảo thành công cho cuộc đua thì yếu tố an toàn không chỉ được đảm bảo trong mỗi lần các vận động viên tăng tốc mà yếu tố này còn được đảm bảo cho hai bên đường đua. Do đó, yếu tố an ninh đã được ban tổ chức của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 chú trọng ngay từ đầu. Với lộ trình xuyên Việt có tổng chiều dài đường đua hơn 1.600 km, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 đã và đang mang đến nhiều điều thú vị, hấp dẫn đối với các tay đua, đặc biệt là sự chờ đợi của nhiều người hâm mộ trên những chặng đua. Một lộ trình đua dài đồng nghĩa với một bài toán về vấn đề an ninh, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho đoàn đua trên mỗi chặng đua. Và khi đoàn đua đến với các tỉnh thành, vượt qua các giao lộ, băng qua các ngã tư, thì đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận. Bất cứ nơi đâu và bất cứ địa điểm nào cần sự đảm bảo tuyệt đối cho đoàn đua và người dân, ban tổ chức đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và trách nhiệm của lực lượng công an làm nhiệm vụ ở hai bên đường, đảm bảo an toàn cho đoàn đua đi qua, đồng thời giúp người dân dễ dàng cổ vũ các tay đua một cách an toàn nhất. Công an các huyện thành thị trên các cái tuyến đua đường đua đã bố trí cùng hết sức chặt chẽ, có các cái lực lượng chốt chặn tại các cái ngã tư, ngã ba rồi các cái giao nhau giữa các cái tuyến đường mà đoàn đường đi qua, qua đó để đảm bảo cái an ninh trật tự tuyệt đối an toàn cho cái đoàn đua. Chính sự mẫn cán và cẩn trọng của lực lượng an ninh đã giúp cho đoàn đua luôn duy trì được tốc độ cao ở 4 chặng đã qua, với mức trung bình trên 45 km/h ở các chặng đua vòng tròn và gần 44 km/h ở các chặng đua đường trường, đồng thời góp phần mang đến những màn nước rút ấn tượng trước vạch đích. Lực lượng an ninh ở giải đấu này làm việc rất hiệu quả, đảm bảo tốt cho chúng tôi có thể yên tâm thi đấu mà không lo những biến cố bất ngờ xuất hiện trên đường đua. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng để tôi có thể liên tục tấn công và về đích đầu tiên ở chặng đua thứ tư này. Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 vẫn đang tiếp tục trên hành trình chinh phục những chặng đua dài. Dù còn nhiều những thách thức về thời tiết, nhưng chắc chắn một điều, các tay đua và người hâm mộ sẽ tiếp tục được tận hưởng trọn niềm vui trên hành trình. Bởi phía sau luôn có lực lượng an ninh, những người mà chúng tôi gọi đó là những người hùng thầm lặng của giải đấu. Tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 có sự tham dự của các vận động viên Hàn Quốc lần đầu tiên. Họ không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai mà còn rất tài năng, đã chinh phục không chỉ các đường đua mà còn là lòng yêu mến của những người hâm mộ tại Việt Nam. Nhiều người khi nhìn vào những anh chàng trắng trẻo thư không tin họ là những tay đua xe đạp ngày ngày lăn lộn cùng mưa nắng. Nhưng sự thật, đây là các cua rơ đội Korea tới từ Hàn Quốc, có vẻ ngoài chẳng khác gì những diễn viên điện ảnh. Tôi rất đam mê tốc độ nên chọn đua xe đạp. Ngoài ra, công việc này cũng giúp tôi kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Năm 13 tuổi, tôi tham gia một cuộc thi xe đạp của trường trung học. Và từ đó tới nay, tôi gắn bó với bộ môn này. Anh đẹp trai vậy, sao không đi làm diễn viên? Tôi thích thể thao hơn. Nhưng vẻ điển trai của những tay đua này không làm chúng tôi bất ngờ bằng những gì họ thể hiện trên đường đua. Qua những chặng đầu tiên, đội Korea Hàn Quốc luôn tỏ ra là đối thủ đáng gờm khi thường xuyên có mặt ở những vị trí dẫn đầu, bứt tốc giành giải thưởng dọc đường và thậm chí đăng quang chiến thắng trong một chặng đua.
những phút đăng quang vinh quang của các vận động viên của chúng ta, hạng nhất tay đua Bengali của đội Golden State. Tôi thực sự hạnh phúc vì đã là người chiến thắng hôm nay. Nhưng anh chàng này được các cổ động viên nữ yêu mến đặt cho biệt danh Soái ca xe đạp. Về nam tính cộng thêm tài năng, thật khó để những soái ca này tránh được những phiền toái từ fan hâm mộ. Nhưng đây thực sự là một sự phiền toái đáng yêu mà tay đua nào cũng muốn gặp phải. Chặng đua tiếp theo của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017, các tay đua sẽ di chuyển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, cố đô trữ tình lãng mạn đã nhiều lần đi vào thơ ca. Tổng lộ trình của quãng đường sẽ là 159 km. Gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vụ nó sao rồi? Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Biệt chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng thật không? Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi lại những hình ảnh đẹp từ chặng đua vừa qua của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017. Và những hình ảnh này cũng khép lại chương trình nhật ký giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 số này. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai. Miên man trong cơn gió vụt qua, ánh nắng lấp lánh vút theo con đường qua, cột mốc cứ trôi xa dần. Bao con dốc nơi đèo cao, tôi nghe tôi thấy bao niềm vui, cột mốc vẫn trôi tới gần. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những khúc qua, cùng vượt lên giành áo vàng chiến thắng. Giải đua VTV Cúp vinh quang. Phát lướt đi nơi thủ đô, thanh thang đi qua Sư Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Miên man qua bao cây số đất Quảng Bình, miên man qua bao cây số chịu đau chút xíu. Bình.